Lên tiếng rồi cả nhà, không nói gì được. Bây giờ là sửa soạn đem chị dự về nơi an nghỉ cuối cùng quý vị, sửa soạn đông quan cả nhà. Cho quý vị xem toàn cảnh của nơi đây là gặp chuyện buồn quý vị ơi. Chị dự là cũng đều một người chị 47 tuổi. Nó tại kiểu chị quen rồi, chị nhỏ tuổi Lê Trang. Ở đây cái dấu xe nè quý vị ơi, ra tới đây mà tông sao ra tới đây nè quý vị ơi. Cho quý xem này cái dấu nữa. Thời gian ở đây chị đã mắc nè quý vị. Đó, ở đây. Mấy thấy đó ra đi rồi, nhưng mà điều may phước thay là chị cũng nhận thức được duyên lành. Chị cũng ăn chay, niệm Phật, đọc kinh, chị làm phước cúng dường các nơi quý vị. Ban nhân sự xã Vĩnh Điều cũng là chị cung cấp rất nhiều cho ban nhân sự những cái lặt vặt, gạo bố thí cho bà con nghèo ở nơi đây. Thì điều đó thì mình Lê Trang cũng thấy được, mất đi một người chị thân thân thì cũng thấy lòng cứ sao sao, nhưng mà điều nghĩ được vui được một chút thì vui được chị được chấp nhận qua được giáo lý của nhà Phật, cho nên chị cũng hiểu được biết đâu là con đường của mình đi. Dù chị mất đột ngột nhưng mà lấy chút tinh thần rằng chị lành, chị về được cõi lành nữa nha. Chị nay 47 tuổi để lại hình như chị ba đứa con cái gì ấy. Ba thằng con trai. Đây cho quý vị xem toàn cảnh. Bà con mấy ngày nay ta đi rất đông, ai cũng ngồi buồn ngồi thương tiếc. Thì lắm quá. Ủa dễ tới đây chị, đây là xe ô tô đậu đây hết á. Đậu đây. Còn dây lúa tới đây nè. Ê, cái xe đậu ăn cơm mà. Cái đậu ăn cơm tới đây. Đụng bên nó đó. Mà dăng chị qua tới đây luôn, ép tới đây luôn. Ai cũng chấp lữ thương tiếc, nhưng mà định lực tuần hoàn nó không thoát một ai. Người đầy nó đặt lên cuộc đời của người này rồi người khác nữa, có nghĩa là không một ai thoát khỏi. Chúng ta còn hơi thở nơi đây thì bạn Lê Trang nói đây nè, một chút xíu nữa cũng biết mình ra sao cả nhà. Thế nên sống qua làm thiện làm lành đấy cả nhà ơi. Cũng như cái câu mà sống trên đua góc cũng đua, khi mắt cũng xương tàn đúng không vậy? Tránh cái tình mà điều cũng được cái niềm vui là chị đã nhận thức được sớm qua giáo lý của nhà Phật. Chị ăn chay niệm Phật tụng kinh, chị bán tập quá đó quý vị, tập quá đoàn dựng đó quý vị. Rồi chị bố thí lắm nè, rồi là mấy đứa con dâu mới cưới chị, giờ chị cũng yêu duyên được mấy đứa con nó làm theo chị quý vị. Lê Trang vô quay được chuyện gì của chị. Trên 39 đó rồi hả? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Mấy giờ? Thank you.
đốt đi, bác cứ đốt bệnh đi. Sát mé luôn mà chỉ mắt theo cái gì kêu đáng biết nhưng mà lực từng quà mình không biết được cái nhân quả mình trả như thế nào. Ngày mai mình ra sang giỏi chứ, giỏi đi. Ở lớp cầu tại em
xã Vĩnh Điều, huyện Yên Phụ, tỉnh Kiên Giang. Chỉ là người hợp tác cộng sự với ban nhân sự với mình, làm thực hiện biết bao nhiêu miễn xin cái gì ra. Thì bởi ổng em mà có bầu mà chồng đi điện giật chết á, chị nói là cái gì chị cứ gửi cho mà. À, cho nó mới đi để nữa nó đẻ rồi mình xin cho nó, giờ chỉ ra đi trước thôi cả nhà. Gì đông chỉ qua đây dân vô đây nè, có chiếc xe đang đậu ăn cơm ở đây nè, đông thì nó mới ra đây như vậy. Hai xe gồng nha. Giờ không thấy đâu. Không gọi em ra đây nói đây nè. Đi xuống em. Đi xe tới đây nè. Ê, dưới cái nhà chị nào vậy, ở nhà bán tạp hóa không đâu, đi đâu rồi xe cộ bị tai nạn xe cái gì. Bây giờ đưa chị giữ cái gì, chỉ là tên là Phạm Kiều Oanh. Ồ, Phạm Thị Oanh, Hưởng Dương 47 tuổi. Mắc ở dưới cửa nhà cái gì. Bà con người ta thương, ở đây người ta thương chị đó. Chị sống tốt. Mình đọc bài Tây Phương hết ta. Tôi ăn tiếng đọc với bà đọc theo, ở bên kia người ta đọc bài gì cũng biết. Đọc trước ra đây đọc theo chứ sao. Ừ, mấy bà đọc theo. Đọc bà coi đây cho đọc nè. Đưa ra đây. Đưa ra đây. Phải biết có người đọc theo rồi mình đây đọc theo. Nhà con có máy lấy đọc. Hả? Máy nghe được. Ừ, chạy đi bộ người ta đi, chạy xe nó chạy cũng niệm Phật đây, giờ niệm Phật đây chứ sao. Đó, đại dịnh kêu tao đi bộ, đi đâu. Xem rượu mang bến mày quái hú. Đi bộ, đi bộ. Ừ.
ở nhà của anh Hướng này nè, nhà anh Thức nè. Xe tròn ở đây nữa nè, nó tròn gì tới đây luôn. Có vợ hai đứa, còn đứa chưa có vợ cái gì. Đưa tiễn về vậy cho cuối cùng như vậy. Xe nó chạy chậm chậm dần đó bạn. Con một khúc đường đi đưa chị Dự cái gì vậy, anh nghỉ cuối cùng luôn cả nhà. Ai cũng thương chị hết trơn quý chị ơi. Sống tốt đời đẹp đạo. Nghe nói là đòi giờ mới cốt. Nay cũng trở về đây cho đưa chị ra nghỉ cuối cùng nữa vậy. Ở địa phương này rất yêu mến chị ra đi quá đột ngột.